hoạt động như chỗ hẻm nữa kìa. Mấy anh ngoài sau lùi lại chút xíu đó. Thầy máy bị yếu rồi, quá trời khối rồi. Máy lên không nổi các bạn, không biết có bị mất gas không mà kỳ vậy trời. Mẹ ơi, đợi hai ba cái lượt một gì. Đi. Không sao, không sao, không sao. Nhẹ nhẹ thôi, nhẹ. Không sao. Đạp cái đó không nào đạp. Cho nó tụt xuống luôn đi chứ lên không nổi rồi. Cho nó nhẹ luôn đi. Quá khói rồi. Cái này hình như là bị mất gác hay sao đâu mà anh lên không nổi trời. Trời 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 vô cái ống đó trời. Vô mấy ống thì lực nó xì nhớt cái này chết luôn á. Vô mạnh quá đụng B đầu qua B. Ờ đụng cái này luôn bạn. Đụng hết rồi. Quá là nó nóng nó máy. Thôi thôi rồi quá. Hôm nay nước chảy rất là mạnh nha các bạn. Trời ơi, nó mẹ ơi. Nó bị cái gì rồi, cái này không phải là máy yếu. Thôi ơi trời, nội mẹ ơi. Giờ thì cứ tàu kéo vô kéo chứ sao mà lên nổi các bạn. Quá chữ rồi. Mấy anh bên đây quá la nha các bạn. Không có cho chạy nữa. Rồi, kêu anh tàu kéo vô hỗ trợ các bạn ơi. Này lên không nổi rồi. Chạy ngang cái biết mùi của mình luôn. Mùi hơi đắng đắng, mùi khói hơi đắng đắng. Chạy chạy muốn ngói luôn chạy. Ủa chiếc ghe này hình như là chạy không nổi hay sao đâu mà kêu với tàu kéo nó dắt. Nó dắt chiếc ghe lên nữa nè các bạn. Chiếc ghe mà em gái hồi nãy mình nói cho bạn xem này. Quá trời, hôm nay nước rất là mạnh nha các bạn. Chắc có thể là do cái phần chân vịt của ảnh nó bị mất gác hay sao đó mà không lên nổi luôn. Ảnh hưởng nó bị tuột dốc nha các bạn. Nên là may mắn là dựa cho trong cái phần ti ben này nó ít nè. Nó không có va chạm mạnh nhưng mà chắc có thể là bị xử lý nha các bạn, xử phạt. Tại vì mấy cái phần này là bên của nhà nước nói chung là nó rất là nguy hiểm. Đây là cái cống ngăn mặn, bởi vì nếu mà cái cống này nó có tụt chặt gì đó rất là nguy hiểm nha các bạn. Tại vì nếu mà nước lớn nó tràn nước mặn vô thì nó sẽ ảnh hưởng tới bà con rất là nhiều. Bên lúa thóc với bên nông sản đó các bạn sẽ bị chết lúa hết trơn luôn đấy. Còn cái em gái hồi nãy là mình quay cho bạn xem, bây giờ chuẩn bị lên cống nè. Không biết là có lên nổi không đó đây. Chiếc của em này hình như là đi lũ vô bờ nữa rồi nè các bạn, sao kỳ không biết nữa. Quá la, mấy anh biên phòng quá la nha các bạn. Hình như là sắp xếp lại sao cái chiếc này hồi nãy sợ lên không nổi, có cái thơi tàu kéo kéo nè các bạn. Bây giờ không chạy ra để mà xử lý nha các bạn. Phương tiện mình nó sao đó. Rồi luôn rồi, cái này chắc đang biên bản quá. Mặn chát luôn rồi các bạn. Đây trở lại dưới chiếc ghe chạm nè. Quá trời gì đâu mà nước chảy rồi các bạn. Lên nổi không biết nữa chiếc ghe này nè. Nhỏ xíu à. Quay trở lại với anh công an này. Mình nghĩ là chắc có thể là xử phạt nha các bạn. Tại vì mấy cái này là bên nhà nước, bởi vì nếu mà mình gia chạm vô một cái là mình đi lập biên bản liền. Nói chung đi qua mỗi lần qua cống hay qua công trình đó nó rất là nguy hiểm các bạn.
mọi thứ máy móc là phải kiểm tra an toàn hết trước khi mà qua cống. Đây tiếp theo sau đây là cái chiếc vỏ lãi nha các bạn. Rồi bị tuôn bố gì vậy trời? Trời trời trời. Tuôn bố nó gì vậy? Nước chảy quá trời luôn các bạn ơi, lên không nổi luôn kìa. Rồi. Nguy hiểm thì các bạn, tại vì phía ngoài sau đang chạy lên rất là nhiều này. Nếu mà ở trên này mình bị sự cố gì là ở ngoài sau là không có thấy được cái tầm nhìn nha các bạn. Quá là dưới mình quá là. Rồi ơi, rồi tụt luôn rồi. Quá chảy rồi, nước quá chảy rồi. Nước quá chảy rồi, rồi không cho qua luôn nha các bạn. Trời trời, quá trời, máy yếu, không biết máy trên xà lan mà sau này không biết sao đây, không biết nữa. Anh tính làm cái gì đây mà không biết nữa đây. Rồi tiếp tục mấy chiếc xà lan này bắt đầu bắt chớn lên nữa nha các bạn. Không nổi mẹ ơi, đâu mà nước chảy lớn hồn chứ. Đó bắt chớn rồi, đại ba kìa, xiệt máy kìa các bạn. Đi qua bên đây là phải xiệt máy nha. Xiệt máy cho chân dịch đừng có bị bọt, chứ nếu mà để ấy bọt quá chạy không đi luôn. Rồi căng dây luôn rồi. Sao căng dây luôn vậy, căng dây đóng cống luôn vậy trời. Hình như là căng dây chuẩn bị đóng cống rồi các bạn ơi. Đây nước chảy quá chảy, hình như là mấy anh đó sợ cái vấn đề là tai nạn nha, nó không cho đi ra nữa thì sao này. Chuẩn bị căng dây nào mà chưa, sau này thì còn tầm khoảng 2, 4, 6, 8 có 10 chiếc nữa các bạn, 10 chiếc 11 chiếc nữa, nhưng mà căng dây luôn rồi. Còn ở phía trong thì rất là nhiều, nhưng mà không biết là hôm nay có cho ra không nữa. Tiếp tục anh này sẽ đầy ba lên nữa đây các bạn. Quá trời à. Đó giờ có máy các bạn, giờ bánh xiệt máy này giữ trời luôn ha. Nói chung là máy mà mạnh mạnh là qua đây rất là khỏe các bạn, nhưng mà khi mà gặp mấy cái máy yếu hoặc là chân dịch nó bị mắc cỏ mắc gác thì nói chung qua đây rất là nguy hiểm. Mọi chiếc này thì quá ok này. Có chiếc hồi nãy sao mà máy yếu quá trời yếu luôn, tàu bự mà máy yếu quá các bạn, chạy muốn không nổi luôn chứ. Đây bây giờ thì mấy anh tàu kéo hỗ trợ cho chiếc xe cứu này lên nha các bạn. Không biết là có lên nổi hay không nữa đây. Tại vì cái máy của cái chiếc xe cứu này là đa số là máy yếu không rồi các bạn, nên cái sức nước như thế này thì ảnh cảm thấy là không an toàn, nên ảnh bắt buộc phải nhờ một chiếc tàu kéo để lôi lên này. Cái chiếc này là động cơ thì thường thường là máy Cummins. Cái chiếc này bữa hổm như là mình có quay hết lần như là Cummins 350 hay gì nè các bạn. Đó. Trời ơi trời, hai chiếc luôn ha. Dòng một lượt hai chiếc luôn này. Hơi căng nha các bạn, tại vì hôm nay nước chảy rất là mạnh. Bây giờ nước gầm xiết dữ trời lắm rồi. Đây chuẩn bị lên nè các bạn. Mấy chiếc này thì mẫu đầu kéo của Long An nha các bạn, nhưng mà đem về Gạch Giá Kiên Giang thì ảnh sơn lại cái màu xanh này, kiểu giống như là lắp keo sơn lại luôn. Quá trời, hai chiếc một lượt này. Cái mẫu này giờ rất là đẹp nha các bạn. Mà giờ đây thì ảnh lắp keo lại toàn bộ hết trơn rồi. Còn nguyên thủy ở trên vùng Long An thì người ta sơn bio không à. Rồi bây giờ thì cho mọi người xem ảnh lôi cái chiếc Cube qua đây. Rất là nguy hiểm nha các bạn, phải nói là cái pha này rất là căng thẳng luôn này. Hai chiếc một lượt luôn chứ. Nói chung là chiếc tàu kéo nó đủ lực để mà kéo lên đó, nhưng mà để coi coi hai chiếc Cube đó có chịu nổi không nè, hai chiếc chẹt nè. Không có chịu nổi không, tại vì các bạn dòm cái mỏ phà này nó cản nước rất là mạnh nha các bạn. Nó cản nước rồi thêm cái nữa là chiếc hai chiếc chẹt nó đang rất là sẫm luôn. Không biết nó như thế nào đây. Trời ơi. Dữ trời ơi. Chiếc này là của anh Hoàng nha các bạn. Chiếc tàu kéo này là của anh Hoàng. Có ngoài sao này. Ghê quá. Trời ơi. Đây cái động cơ đây.
tại vì anh phải chạy từ từ nha các bạn, tại vì nếu mà chạy nhanh quá mà sau này chịu không nổi nè, mà sau này quá giờ khẩm rồi. Rồi ở ngàn thì chơi, wow rất là dễ thương nha các bạn. Rồi đi vô luôn rồi. Trời ơi trời, có hàng mũi nè má ơi. Trời ơi má ơi, mà sao nó lúc kìa. Ủa cái máy này tháo rồi, gã ra luôn rồi. Trời ơi cái mô chạy ra nước luôn ông nội mẹ ơi. Quá vậy là xong rồi. Ủa sao giống con đường ơi vậy chạy. Lấy vậy. Cái này là kêu là thả tim nè. Không tại em đẹp mà, em đẹp hơn mấy chiếc xà lan mà. Ôi có lửa luôn rồi. Trời á. Em ấy mặc cái quần màu vàng chạy chiếc xe. Thư giãn một chút thì quay trở lại với cái chiếc xà lan hồi nãy nha các bạn. Cái chiếc mà bị tuột dốc này. Bây giờ thì mấy ảnh bắt đầu mà vượt cống nè. Phải nhờ qua một sự hỗ trợ của anh tàu kéo nữa đây. Mình nghĩ thì khi mà có tàu kéo kéo thì nó sẽ đơn giản hơn nha các bạn. Wow. Nói chung là cũng hơi lạng lách hơi đó các bạn. Nhưng mà mình nghĩ thì chắc sẽ đơn giản. Tại vì do cái máy bên xà lan yếu quá nên chạy không nổi cái dòng nước như thế này các bạn. Ok luôn. Trời trời. Cán không có băng gôn luôn. Có thể nói là không còn công ty để mà cắt luôn tàu ghe. Rồi. Hết cắt luôn rồi. Tới chuyện cũng tốt, công ty cũng quản lý cống.